Hello anh em, hello mọi người nhé. Chào mừng anh em quay trở lại bộ môn bát đĩa 2024 anh em ơi. Thì về cái bộ môn bát đĩa này thì anh em mình nhìn thấy không ạ? Nó là một bộ môn để dành riêng cho anh em nào thích kiếm lãi to anh em nhé. Thích kiếm lãi to, thích kiếm lãi dày ở bộ môn này, đúng không ạ? Thì bây giờ xem nào, mưa vào xem tay này bắt cái gì được đây. Bắt tiếp vào lệ tiếng này nhá. Đấy, bắt tiếp vào lệ tay này đi, đúng không ạ? Vốn của mình cũng không hề có nhiều mấy đâu. Vốn mình hôm nay chỉ có vỏn vẹn là bao nhiêu nhỉ? 56 củ anh em ạ. 56 củ. Đi nghe vào tiếng đầu nó gãy anh em ạ. Kết như thế rồi vào tiếng đầu lại gãy này. Kết lẻ lẻ như thế rồi chứ bài tiếng này mình cực kỳ kết lẻ luôn, mình mới dám vào to thế đấy. Toàn luôn gọi là 7 củ rồi. Đi mày nó cày anh em ạ. Cày thế. Bắt cái gì được đi, vừa vào gãy lệ tiếng đau quá anh em ạ, vừa vào gãy tiếng đau thế nhờ. Để nhắc lại và đánh tiếp vào lệ tiếng này luôn. Đấy đi này đã cày lắm rồi đấy, mẹ nó tiếng này kết lệ như thế chứ sao lại gãy được nhờ. Nghĩ nó điên thế nhở. Đầy rồi lượm ơi, húp còn lại lại ngay. Mã hồi mã hồi. 56 củ mà lên là 63 củ rồi nha, lại 7 củ luôn rồi. Mã hồi lại rồi anh em ạ. Hú vía đúng không? Đúng là hú vía. Mày kiếp cày đấy thì. Tiếng đấy mình kết lẻ lắm rồi chứ. Đánh lẻ phát nó phải chẵn anh em ạ. Thôi tay này đá nhẹ và chẵn đi. Đi 1 2 3 củ thôi. 3 củ thôi nha. Sẽ đi lót tứ mỗi bên là 5 là 250. Đấy, và mình sẽ đi tống tất 400 vào đây nữa. Ừ. Cái lang em ạ, đậu xanh. À đâu không lang nữa rồi, được rồi. Đi vào tứ này mỗi bên là thêm 30k đấy đi. Mình khích thích tứ tiếng này đúng không ạ? Thích tứ tiếng này nhá. Đối với bộ môn bát đĩa 2024 này thì anh em mình đảm bảo sẽ có một số thu nhập khá là ổn định, lãi khá là to ở tiếng những cái gọi là cái bộ môn này anh em ạ. Nếu anh em nhìn thấy không ạ, chỉ trong vòng vài giây thôi, à vài phút thôi, vài giây nó phét quá, vài phút thôi là mình đã thành công có được 10 củ trong tay rồi, đúng không? Anh em thấy phê không ạ? À, thì tay này cũng chả biết đánh cái gì, thôi thì bỏ qua tiếng này đã, mà mình nghĩ nó lại về lẻ, là mình bắt bạch thủ lẻ ba trắng, à ừ ba trắng này 700 đi. Bắt đúng bạch thủ này nhá. Mình thì mình cũng chả kết mấy nhưng mà mình thiên về ba trắng hơn, nên là tiếng này đi vào đúng ba trắng thôi. Đấy. Xem nào. Cầu kèo nó có cho mình húp được con bạch thủ ba trắng hay không, đúng không ạ? Còn bây giờ thì phải thử thì mới biết được chứ, đúng không ạ? Phải thử mới biết được chứ, không thử thì làm sao mà biết, không thử làm sao mà hình dung, đúng không ạ? Úi giời, nó vẫn nằm ở sấp đôi anh em ạ. Xanh nó bỏ qua một hai tay đi để xem cầu kèo nó có thuận buồm xuôi gió nhá. Bỏ qua một hai tay đây anh em ạ. Xem cầu kèo là đấy nhá. Xem nào. Thử bỏ qua một hai tay xem cầu kèo nó đi theo dạng cầu như thế nào, xong mình mới bắt đầu mình tiếp tục mình chơi đúng không ạ? Đấy, bởi vì chưa hình dung được cầu như thế nào, không biết nó bệt chẵn hay nó về bệt lẹ hay là nó như thế nào. Nên là tốt nhất là cứ bỏ qua đi. Bỏ qua sẽ giúp anh em mình hình dung được cầu nó dễ dàng hơn đấy các bạn. Ok, bây giờ nó với lại lẹ ba đỏ này. Lẹ ba đỏ. Thế này nên đi vào lẹ anh ta. Suy nghĩ thế nhỉ, đánh vào lẻ với củ đi nhỉ, khá là suy luận đấy anh em ạ. Ờ, nhưng mà nó lại cầu 22 đi vào chẵn. Đi vào chẵn thì phải lót tứ đúng không, lót tứ 250 tiếp thì 400 vào đây đấy. 400 bốn à, 4 củ rưỡi chứ, nhầm nhầm nhầm, 4 củ rưỡi anh em ạ. Xem nào.
Xem có phải là chẵn không nhá. Tứ đi tứ đi. Tứ tứ, ôi trời ơi, chặn cũng được anh em ạ. Miễn chặn ăn được rồi đúng không? 13 củ tiền lãi rồi đúng không ạ? Chặn ăn là được rồi, không nhất thiết phải tứ tự nhá. Tay trước không tứ thì tay này nó sẽ tứ. Nhưng mà tiếng này không chắc chắn mấy nên đi à. 150 tứ thôi, hạ tông xuống. Hạ xuống anh em ạ. 2 củ rưỡi rồi. À, 2 củ thêm đây là 300. Ấy đi tổng thế này là 3 củ nhá. Xem nào. Em có húp được con tứ này không đúng không ạ? Nghi thế này phải tứ lắm. Ôi giời ơi, nó trắng nhờ. Sao vì ba trắng tiếng này nhỉ? Mất 3 củ rồi. Sao cái này nó về ba trắng được ta? Ở đây ba trắng thì phát này phải về tứ tứ. Lót tứ luôn cho mình, đánh nguyên tứ thôi nhá. Mình sẽ đi nguyên tứ tiếng này thôi. Đi đúng tứ rồi anh em ạ. 300 tứ thêm 70k vào đây nữa. Đấy, đi nguyên tứ rồi anh em ạ. Thế này khả năng về tứ rất là cao ở tay này này. Cực kỳ là cao, dễ về tứ cực kỳ luôn anh em nhá. Cực kỳ là dễ về tứ ở tiếng này luôn đấy. Nên anh em mình hãy gọi là đợi chờ đi xem tiếng này có phải về tứ không nhá. Rất thích tứ tiếng này anh em ạ, nên là mình mới đi tiếng tứ to như này, đánh mỗi tứ thôi. Đấy. Mỗi tứ đỏ và tứ trắng thôi, chả đánh thêm cửa chặn nữa. Thành công có 10 củ trong tay rồi. Đi má. Sao mà kết thế nhỉ? Nó bị thừa thiếu mất một chấm anh em ạ. Thiếu một chấm này. Thế là kết như thế chứ sao nó lại như vậy được ta? Má, nó kìa. Cay thế nhờ. Mình kết tiếng này cực kỳ kết tứ nên là mình mới vào cái giày như thế chứ. Nhưng mà nó cay nhưng mà thừa mất một chấm mẹ. Với sấp đôi đéo cay, về tự về ba trắng nó cay. Thừa mẹ một chấm. Xem tay này nó về tứ. Để khỏi đánh luôn đi anh em ạ. Đấy, xem tay này nó có về tứ nhá. Mình quyết định chốt lãi ở mức 10 củ thôi. 10 củ chốt lãi được rồi anh em ạ. Khỏi đánh nữa luôn. Đấy, dỗi rồi, tiếng trước không về tứ rồi, khá là cay, khá là dỗi đấy, bực mình đấy. Đúng không? Mẹ, nó cái tứ như thế. Tay này nó về tứ thì đúng là tức tức xịt máu ấy anh em ạ. Cứ đệt bà nó đúng ngay mà. Thôi, khỏi chơi luôn anh em ạ, mình đồn kèo đấy thôi, lại 10 củ rồi. Đấy anh em nào muốn gọi là trải nghiệm bộ môn bát đĩa 2024 này thì anh em mình đánh ngay nhấp ngay vào phần link ở phần mô tả video nhá. Anh em có thể tải ứng dụng về máy và anh em mình chiến luôn cho mình nhá anh em nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ đơn kèo đấy đây. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em trong những video tiếp theo của mình. Bye anh em nhá.